Xin chào các bạn, mình đang có ở đây là một cây súp lơ xanh và trong video ngày hôm nay hãy cùng với kính hiển vi quan sát và khám phá những sự thật thú vị về loài cây súp lơ này nhé. Wow, giới độ phóng đại là 40 lần thì chúng ta đang nhìn thấy cả trăm ngàn bông hoa súp lơ nhỏ xíu li ti nè. Trông chúng rất giống những cái bông sen xanh vậy các bạn ha. Trên những cái cánh và cuống của chúng thì có khá nhiều các cái bụi bẩn và phấn trắng bám vào. Trên một cây bông cải xanh này có chứa cả trăm ngàn những nụ bé này đó. Nói về chất dinh dưỡng thì súp lơ xanh có đầy đủ các vitamin, khoáng chất, chất xơ và chất chống oxy hóa. Trong thành phần dinh dưỡng của nó có chứa 90% là nước, 7% carbon hydrate, 3% protein và hầu như là không có chất béo. Chúng có hàm lượng protein tương đối cao so với hầu hết các loại rau khác đấy các bạn. Ngoài ra, chất hóa học glucoraphanin có trong súp lơ sẽ được chuyển hóa thành một chất khác trong quá trình tiêu hóa, có tác dụng thúc đẩy tái sinh tế bào da khỏe mạnh, giúp chúng ta có làn da sáng đẹp và mịn màng hơn đấy. Không chỉ vậy, chất lutein có trong súp lơ còn giúp ngăn ngừa bệnh tim bằng cách giữ cho các động mạch không bị nghẽn và máu lưu thông được bình thường. Tuy nhiên, mình thấy rằng rất nhiều người có thói quen bỏ thân của cái cây súp lơ này bởi nghĩ rằng đó là phần già và không ngon. Bây giờ chúng ta hãy cùng quan sát thân của cây súp lơ này và trả lời cho câu hỏi liệu thực sự đó có phải là phần nên bỏ hay không nhé. Và đây là hình ảnh mặt cắt của thân cây súp lơ dưới độ phóng đại là 40 lần. Chúng ta thấy đường viền với hình thù rất là kỳ lạ phải không nào? Dù lạ thế nhưng trên thực tế thì lá súp lơ có chứa chất carotenoid, một loại vitamin A có tác dụng chống và ngăn ngừa ung thư. Còn phần thân của chúng cũng chứa rất nhiều chất sulforaphane, một chất chống oxy hóa thực vật, có đặc tính chống viêm, tiêu diệt các tế bào gốc ung thư. Hơn nữa, cái hợp chất glucoraphanin mà mình đề cập ở trên, nó là tiền thân của chất sulforaphane có trong súp lơ này, có tác dụng tăng enzyme tế bào bảo vệ, chống lại những cái tổn thương từ các hóa chất trị liệu nữa đấy. Bên cạnh đó còn có rất nhiều những lợi ích khác như giảm cholesterol, ngừa táo bón, cải thiện hệ thống miễn dịch, chống lão hóa và hỗ trợ hệ tiêu hóa. Thế nên các bạn đừng bỏ lỡ nguồn dinh dưỡng quý giá này nhé. Hơn nữa, chúng ta có thể xào với rau củ, nấu canh xương, luộc phần thân và rau này cũng rất ngon, thanh mát và bổ dưỡng mà. Tuy là có rất nhiều lợi ích, thế nhưng các bạn cũng cần nhớ một vài lưu ý khi chúng ta lựa chọn và sơ chế súp lơ nhé. Khi mà chúng ta mua thì không nên chọn những cái cây súp lơ đã nở hoa li ti và bắt đầu thâm lại, bởi vì khi đó rau đã bị phân hủy, biến chất sẽ sản sinh ra những chất có hại cho cơ thể của chúng ta. Đồng thời với đó thì chúng ta cũng không nên chế biến súp lơ quá nhừ vì sẽ làm mất đi nhiều chất dinh dưỡng như các vitamin, đặc biệt là những chất ngăn ngừa ung thư sẽ bị giảm hoặc làm mất tác dụng. Ngoài ra, chúng ta cũng không nên cắt nhỏ súp lơ trước khi rửa vì các bạn có thể thấy lúc nhúc sâu đó. Thay vào đó thì các bạn hãy ngâm cả cây súp lơ vào chậu nước muối thật loãng khoảng 10 phút, sau đó rửa lại dưới vòi nước chảy. Cuối cùng, các bạn nên nhớ không nên ăn loại rau này trái vụ vì chúng thường bị bón nhiều loại thuốc kích thích tăng trưởng không tốt cho sức khỏe. Súp lơ xanh ngon nhất là khoảng từ cuối tháng 7 đến cuối tháng 10, trong khi súp lơ trắng lại được thu hoạch chủ yếu vào giữa tháng 12 tới tháng 4 hàng năm. Các bạn nên mua đúng loại súp lơ vào mùa chúng nở rộ để có được những cây súp lơ tươi ngon nhất nhé. Tổng kết lại, khi ăn súp lơ xanh thì chúng ta đang nhận được hàng chục, thậm chí là hàng trăm siêu chất dinh dưỡng hỗ trợ cho sức khỏe cơ thể. Vậy nên, hãy bổ sung món ăn này ngay vào thực đơn hàng ngày nha các bạn. Nếu như thấy video này hữu ích thì các bạn hãy like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình ra nhiều video hơn nữa nhé. Chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.